nha. Content ngày hôm nay sẽ là 7 ly nha các bạn. Rồi xong 7 ly này mình có xỉn đi chơi nha. Mình chỉ uống ít thôi, rượu mà. Trời ơi, miệng chan luôn á. Hi, chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình... Ta-da! Nói chung là ngày hôm nay thì mình sẽ thử giống như là... rượu hả ta? Rượu kiểu kiểu giống như là nước gạo người ta lên men mà có vị á. Thì ở đây là một cái khay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái vị khác nhau. Thì mình sẽ đọc cho các bạn vị nha. Đầu tiên sẽ là Cherry Mountain. Mình cũng không biết nó là gì đâu. A Night Gate, cánh cổng ban đêm. Mặc dù cái màu rất là dễ thương, nó màu hồng. 100% quả mơ Nhật Bản. Đây là 100% quả mơ nè. Omegi mình không biết là gì hết. Bohe Raspberry, cái này là Raspberry nè. Còn đây là Hoang Chu, còn này là So Song Chu. Ok, thử thôi. Do we need to eat something first or drink first? It's fine, right? Ok, mình sẽ thử cái này trước. Cái này giống như là uống cocktail. It's like cocktail, right? Mà nó hơi chua chua mà kiểu giống như là nó sẽ gọi là sao ta, hơi chua chua mà hơi kiểu có ga ấy. Đây là... cái này khó uống á, cái này nhìn màu đúng dễ thương nhưng mà khó uống xỉu luôn á. Rồi mình sẽ ăn một xíu để cho nó đỡ cái vị rượu đi, tại vì cái vị rượu nhiều quá. Đây là sashimi. Ở đây sashimi hơi bị mắc luôn á. 30.000 yên là khoảng 600.000. Nhìn mình giống như dân bạn nhậu các bạn. Bên này sẽ là bánh xèo Hàn Quốc. Ở trong đó hình như là mình thấy có là... có là con mực hả? Bạch tuộc hay mực ta? This is octopus or squid? Squid. Squid, à. Đây là con mực các bạn ạ. Mực nướng. Trời ơi, như mực nướng Việt Nam luôn á. Trời ơi, ăn này. Cái này đúng là đi nhậu là hết bài luôn. Ok. Content ngày hôm nay sẽ là 7 ly nha các bạn. Coi thử xong 7 ly này mình có xỉn đi chơi nha. Mình chỉ uống ít thôi, rượu mà. Ly này là quả mơ. Hình như Việt Nam mình cũng có rượu mơ. Trời ơi, muốn chan luôn á. Ý chan cái rượu mơ luôn. Cái này ngon. Nó giống như là nước kiểu ngọt ngọt. Hơi có cồn một xíu nhưng mà nó ngọt. Cái này bình thường, tạm ổn là chứ nó cũng hơi khó chịu, hơi chát chát một xíu. Đúng là uống rượu này khó chịu với quỷ, trong khi mới uống cái kia đúng ngon quá. Mình uống cho nó bớt cái vị lại mới được. Nhưng mà sashimi ở đây là sashimi đông lạnh, nó kiểu không được tươi lắm. À, quên chưa giới thiệu cái quán ăn mà mình đi ngày hôm nay, đó là một quán ăn kiểu siêu truyền thống của Hàn Quốc luôn. Kiểu phong cách trang trí nè, cái đèn, tất cả mọi thứ là phong cách kiểu cổ xưa của Hàn Quốc á. Có màu raspberry nè. Cái này cũng được lắm, như nước trái cây vậy. Nè, như kiểu nước trái cây á. Cái này là khó uống nhất luôn. Hoang chu này là đúng là chỉ có nên uống những cái nào mà nó kiểu dễ thương như kiểu quả mơ rồi trái cây á thì là dễ uống nhất. Còn này hoang chu là cái gì trời. Cái này màu trong nhất nè, không biết nó sẽ sao. Vị nó lạ lắm các bạn ơi. Nó giống như không phải một cái vị bất kỳ nước uống gì luôn á. Ok, nếu mà chọn ra cái mình thích nhất thì mình sẽ chọn cái này. Với lại cái thứ hai là cái này. Còn nói chung là cái mình ghét nhất chắc cái này quá. Cái này nè, nó kiểu kỳ kỳ lắm. Cái, nói chung mấy cái còn lại nó uống được nhưng mà kỳ lắm. Nhưng mà hai cái này là cái mình nghĩ là nếu mà các bạn là gái thì các bạn nên uống thử hai cái này. Ok. Ok. Wow, dễ thương quá hả. Con cây cao thóc kìa. Dễ thương quá xỉu luôn á. Ồ, bên này có adventure nè. Trời ơi, mấy con này, mấy con cái tóc này dễ thương quá. Woody.
to Infinity and Beyond. Con này là chắc là Buron thích lắm. Hả? Robin. À, cái con trong icon của Line. Đơn nan. One Piece. Tí nữa mình sẽ gấp cái này, chắc chắn mình sẽ được một con, chắc chắn luôn. Mình nhìn cái thế, ô con này mới dễ nè. Con này siêu dễ luôn á. Để xem thử là 1.000 won là được 1 lần, 5.000 won là được 6 lần. Đây là 100, 300 won rồi mọi người. Con này mình có ở nhà nè. Thôi mình sẽ thử con này. Đây là lúc mình trổ tài coi thử là mình có làm được hay không nè. Bao nhiêu năm đèn sách ở Việt Nam? No. Đáng lẽ là mình nên thử con này các bạn à. I will try this one. À, tức quá. Mình chắc chắn là mình con này là mình sẽ được luôn. Sẽ thở qua em này đi. Bao nhiêu năm đèn sách chẳng lẽ không được một là con. Chỉ còn một xíu nữa thôi, không nó nhấc lên là vậy là được đó mọi người. Mình nghĩ là sẽ được. Lần này nó không được nữa thì thôi nè. Nó còn một chút xíu nữa thôi. Nhìn nó hấp dẫn quá mọi người. Có phải tại cái đầu nó nặng quá không? Một lần nữa. Đừng có lắc nữa. Thôi được rồi. Có những ước mơ đôi khi phải từ bỏ thôi các bạn à. Hay là mình quay về con heo hồng nhờ. Thôi con này nhìn có vẻ dễ dàng thế nào, nó đang ở bờ vực kìa. À, con này là mình phải gấp một cái con xong mình bỏ vô đó. Vì xong rồi cái nó rớt xuống đó thì nó mới đẩy xuống được. Hồi khó lắm, cái đầu nó nặng lắm, không thể nào được đâu. Có những ước mơ phải từ bỏ thôi các bạn ơi. Trời ơi, toàn mấy con hấp dẫn không à. Toàn mấy con bự xung đứng đó. Lừa. Với kinh, con này dễ thương quá nè. Ê, nhiều con dễ thương quá nhưng mà thấy có vẻ khó trúng quá nên thôi hả.